Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Hôm nay, nữ diễn viên đánh cháo số phận Hồ Bích Trâm nhận xe Mercedes-Benz C300 màu đỏ trị giá 2,1 tỷ đồng. Chia sẻ với ngôi sao.net, Hồ Bích Trâm cho biết cô đã tích góp hơn 2 năm để mua được chiếc xe này. Trong thời gian đó, cô chăm chỉ đóng phim, quảng cáo, bán hàng qua mạng và kinh doanh spa để vừa trả nợ tiền mua nhà vừa tiết kiệm cho kế hoạch đổi xe mới. Trước đó, cô đi chiếc Mazda 6 trị giá khoảng 800 triệu đồng. Hiện tại, tôi đã trả hết nợ tiền nhà nên nhẹ người hơn. Tôi rất vui khi mua được chiếc xe mơ ước bằng tiền do chính mình làm ra, nữ diễn viên đánh cháo số phận chia sẻ. Hồ Bích Trâm và xế hộp mới tàu. Đầu năm 2019, Hồ Bích Trâm mua một căn hộ rộng 70m² trị giá 2,3 tỷ đồng ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cô đầu tư thêm 250 triệu đồng để làm nội thất cho tổ ấm. Nữ diễn viên tự lo mọi thứ từ sửa sang đến chọn đồ đạc cho ngôi nhà này. Nữ diễn viên sinh năm 1991 nổi tiếng chăm chỉ và tự lập trong cuộc sống. Không chỉ tích cực đóng phim, Hồ Bích Trâm còn rất chịu khó kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng online, tham gia game show. Sau nhiều năm bươn chải, cô đã tự lo được cho bản thân và các em. Về cuộc sống riêng, Hồ Bích Trâm vẫn chưa công khai người yêu mới sau ồn ào tình cảm với diễn viên Minh Luân. Bị phản bội nên Hồ Bích Trâm mất niềm tin vào tình yêu. Cô tự hứa sẽ không yêu người trong showbiz nữa. Diễn viên Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, trong một gia đình không mấy khá giả ở Quảng Ngãi. Mẹ bỏ đi từ năm 8 tuổi, bố qua đời năm 1 năm tuổi nên cô phải bươn chải từ sớm để tự lo cho cuộc sống của mình. Hồ Bích Trâm từng học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010. Cô đã có hàng chục vai diễn trong các phim như Hoàng tử xấu trai, Dây leo hạnh phúc, Hoàng tử ăn mày, Đồng quê, Hoa cúc xanh, Đánh cháo số phận. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.